hoa lan nhị phòng. Thì hiện tại anh chị mình nghe trên thị trường là cái máy đẻ vòi hoa thì anh chị mình nghĩ ngay tới một dòng là Yaya Mini. Nhưng mà hôm nay em kiếm được cho anh chị mình một máy vẽ đẻ vòi hoa đích thực, là dòng CC Bangkok anh chị mình ha. Với thác hoa cho anh chị mình nhìn dùm em là hoa màu sữa, một giống đích thực của Thái Lan về Việt Nam. Hiện tại là cho anh chị mình là hoa màu trắng sữa với một cái lưỡi hồng và vòi nụ ra là bao xiên luôn. Tại sao được mệnh danh là máy đẻ vòi anh chị? Đây, cho anh chị mình xem em tìm được cái lô này nè. Không gọi là máy đẻ vòi là uổng phí cực kỳ luôn. Một vòi đây, 2, 3, rồi 4, rồi nhú vòi, nhú vòi, nhú vòi. Hiện tại là cách gốc một thân đã chuẩn bị ra vòi cho anh chị mình rồi. Cách gốc phòng cầm trừng một gang là đã chuẩn bị ra full vòi cho anh chị mình rồi. Và hiện tại em tìm được cái lô đây cho anh chị mình nè. Đó, vòi nụ ra là bao phê. Cây thông thường á là chỉ làm một gang thôi, nhưng mà hôm nay em kiếm được cho anh chị mình lô 2 gang tay ra full vòi nụ cho anh chị mình. Đây, còn hoặc là anh chị nào mình không thích cái kiểu cao như là như vậy, anh này thích cái kiểu bụi lầm thì em cũng có bụi lầm siêu vòi nụ cho anh chị mình luôn. Còn anh chị nào mà thích hàng cây cao như vậy mà không có vòi, hàng lá không, thì em vẫn có hàng lá cho anh chị mình. Ngày hôm nay anh chị mình xem được cái clip này, em để giá siêu sale cho anh chị mình, từ mức giá từ 230 những chậu siêu đẹp, hiện tại em về giá còn 169.000 cho 3 cây Bangkok. Đồng thời anh chị mình được miễn phí ship toàn quốc, tặng thêm kích hoa hoặc là dưỡng hoa theo chị mình yêu cầu. Anh chị nào mình thấy được clip này, nhanh tay để lại phần bình luận, số điện thoại của mình để tụi em sẵn sàng chốt cho anh chị mình nha.